Công viên Hồ Chí Minh, một tượng đài lịch sử tại thủ đô La Habana, Cuba, đứng là một trong những công trình mang giá trị lịch sử và văn hóa quan trọng. Đây là một phần của những di sản văn hóa đặc biệt của thủ đô này, góp phần tạo nên vẻ đẹp tươi sáng và cuốn hút của La Habana, thủ đô lịch lãm và thân thiện. Chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác từ Việt Nam tới công viên Hồ Chí Minh tại Cuba đã mang ý nghĩa đặc biệt. Thời điểm này, hai quốc gia đang kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử quan hệ đặc biệt giữa họ. Cuba đánh dấu 60 năm kể từ ngày thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam, một bước quan trọng trước khi trở thành hội hữu nghị Cuba-Việt Nam ngày nay. Đồng thời, năm nay cũng là kỷ niệm 50 năm kể từ lần đầu tiên lãnh tụ Fidel Castro thăm Việt Nam và khu vực giải phóng miền Nam. Trong buổi lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã thể hiện lòng biết ơn đối với sự đóng góp của nhân dân Cuba và các kiến trúc sư vào việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Hồ Chí Minh, La Habana. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba không chỉ dựa trên sự đồng tình trong cuộc đấu tranh cho độc lập và tự do, mà còn là sự chia sẻ về tình thân, lòng biết ơn và tôn trọng lẫn nhau. Hai dân tộc có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, lý tưởng cách mạng cao đẹp, truyền thống đấu tranh hào hùng vì độc lập, tự do và giải phóng dân tộc. Cuba tự hào có lãnh tụ Fidel Castro. Việt Nam tự hào có Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, nhà lãnh đạo, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới được nhân dân Cuba và thế giới ngưỡng mộ với tình cảm chân thành. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng gửi lời cảm ơn tới các kiến trúc sư, người dân Cuba đã dành nhiều tình cảm để xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Hồ Chí Minh, La Habana. Công trình này trở thành biểu tượng thể hiện tình hữu nghị và lòng biết ơn sâu sắc giữa hai quốc gia thân thiết. Công viên Hồ Chí Minh, tọa lạc tại thủ đô La Habana, Cuba, đóng vai trò quan trọng trong việc tưởng nhớ và kính trọng vị lãnh tụ Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là nơi mà bất cứ ai đặt chân đến có thể thể hiện lòng tôn kính đối với người đã xây dựng nền móng cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba. Đồng thời, nó cũng là một nguồn học tập quý báu cho thế hệ trẻ của cả hai quốc gia, hình thành và duy trì mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và thân thiết giữa hai dân tộc. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác từ Việt Nam đã thực hiện chuyến thăm tới công viên Hồ Chí Minh tại Cuba, thể hiện sự tôn trọng và lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người được nhân dân Cuba yêu mến vì tài năng và lòng đạo đức lớn lao của ông. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đóng góp quan trọng vào việc giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách thống trị của chế độ thực dân và đế quốc, trở thành biểu tượng của cuộc chiến tranh giành độc lập và tự do trên toàn thế giới. Lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng nhau xây dựng một nền tảng vững chắc cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc. Di sản đoàn kết này tiếp tục sống mãi trong sự phấn đấu xây dựng chủ nghĩa xã hội và cách mạng của cả hai quốc gia. Trong chuyến thăm này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ và tình cảm đối với Việt Nam từ Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba trong cuộc chiến tranh giải phóng và trong quá trình xây dựng đất nước. Chính sự đoàn kết này đã thể hiện sự thân thiết và mối quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia và nhân dân của họ.